Chào mừng quý khán giả đến với bản tin tổng hợp sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 3 của Yêu Bóng Đá Nam Cô. Sau đây là những tin tức bóng đá nóng hổi vừa mới cập nhật sáng hôm nay. Xếp lớn Man City, chúng tôi tràn đầy tự tin trước Real Madrid. Kết quả bốc thăm ngày hôm qua, 15 tháng 3, đã mở ra viễn cảnh hấp dẫn về trận đấu Knockout Champions League lần thứ 3 liên tiếp giữa gã khổng lồ Tây Ban Nha và Man City. Hai đội bóng đã gặp nhau trong hai mùa giải vừa qua. Real giành chiến thắng chung cuộc đầy kịch tính 6 năm vào năm 2022 trước khi Man City lật ngược thế cờ ở mùa giải trước, khi thắng chung cuộc 5-1 đầy ấn tượng trên con đường giành chức vô địch giải đấu đầu tiên. Giờ đây, những lá thăm may rủi đã đưa Pep Guardiola và Carlo Ancelotti đọ sức với nhau một lần nữa, lần này là ở vòng 8 đội mạnh nhất. Trong khi đó, đối với giám đốc bóng đá Bergeri Sten của Man City, đây hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu tầm cỡ khi đội bóng Anh xem nhà vô địch châu Âu 14 lần với sự tôn trọng tối đa. Nhưng Bergeri Sten cũng tin rằng ký ức về cách Man City giành chiến thắng ấn tượng 4-0 ở trận lượt về trước Real hồi năm ngoái sẽ truyền cho đoàn quân của Pep Guardiola niềm tin và sự tự tin. Bây giờ là Real Madrid nhưng chúng tôi phải nhớ rằng đội bóng đã đánh bại họ ở bán kết mùa giải trước, nên tôi sẽ cố gắng ghi nhớ điều đó. Man City đã thi đấu xuất sắc ở trận lượt về, nhưng chúng tôi biết họ mạnh như thế nào. Họ đang đứng đầu giải đấu cũng như rất có duyên với C1. Đó là lịch sử của Real Madrid. Mỗi lần đối đầu tại giải đấu này, họ đều nghĩ rằng mình sẽ giành chiến thắng. Điều duy nhất là chúng tôi tràn đầy sự tự tin. Chúng tôi đang làm tốt. Toàn đội đã chiến đấu cho cúp C1 trong những năm qua và cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng. Trận lượt đi sẽ diễn ra tại sân vận động Bernabeu vào ngày 10 tháng 4 và trận lượt về diễn ra tại Etihad vào ngày 17 tháng 4. Nếu đội bóng của Pep Guardiola vượt qua Real, họ sẽ gặp Arsenal hoặc Bayern ở bán kết diễn ra vào tháng 5. Ở Champions League nói chung, Man City đối đầu với Real Madrid 10 trận, thắng 4, hòa 3 và thua 3. Lễ bốc thăm C1 bị cổ động viên tố dàn xếp trắng trợn. Lễ bốc thăm tứ kết Champions League đã tạo ra những cặp đấu đầy hấp dẫn và hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ những trận đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, kết quả bốc thăm cũng nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là một kịch bản gian lận khi bốn đội bóng được đánh giá cao nhất, Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City và Arsenal đều nằm ở cùng một nhánh đấu. Đặc biệt, người hâm mộ Arsenal và Manchester City tỏ ra không hài lòng với kết quả bốc thăm khi họ phải đối đầu với những đội bóng mạnh nhất ngay từ vòng tứ kết. Sport Bible đã trích dẫn lại hàng loạt các bình luận đáng chú ý. Một người dùng trên mạng xã hội X đã viết: "Kết quả này thực sự là gian lận. Làm sao tất cả những đội bóng mạnh lại rơi vào cùng một nhánh đấu? Họ đang sắp đặt để thu hút các chiến dịch quảng cáo." Một cổ động viên Arsenal đã tweet: "Hãy mang Bayern Munich đến đây, nhưng bạn không thể nói với tôi rằng kết quả này không có sự gian lận. Real Madrid gặp Man City, cái quái gì vậy?" Một người hâm mộ Arsenal nói thêm: "Tôi chỉ biết rằng chúng tôi sẽ thắng Bayern Munich, nhưng cần phải nói thêm rằng kết quả bốc thăm ở Champions League đã bị gian lận." Một người thứ tư nói: "Arsenal, Bayern, Man City, Real Madrid, hãy giải thích cho tôi vì sao lại có kết quả như vậy." Một người khác đã nói: "Tất cả đang sắp xếp để chống lại Arsenal." Đáng chú ý, Man City và Real Madrid đang là hai nhà vô địch gần nhất của Champions League. Dù mới chỉ lên ngôi một lần duy nhất, nhưng các chuyên gia đều đánh giá rất cao cơ hội của Man City. Đây có thể coi là trận chung kết sớm của Champions League năm nay, khi 6 đội bóng còn lại đều có nhiều bất ổn. Chính thức, Bayern bị phạt, Arsenal hưởng lợi thế lớn tại tứ kết C1. Arsenal sẽ gặp Bayern Munich ở tứ kết UEFA Champions League mùa giải 2023-2024. Trận đấu sẽ chứng kiến Harry Kane lần đầu tiên trở lại Bắc London. Tuy nhiên, sẽ có một bộ phận không có mặt tại Emirates, đó chính là những người hâm mộ Bayern Munich. Theo đó, các cổ động viên của nhà vô địch Bundesliga đã bị cấm tham dự trận tứ kết lượt đi trên sân khách sau khi họ ủng hộ việc ném pháo hoa xuống sân trong chiến thắng 3-1 trước Lazio hồi đầu tháng này. UEFA đã phạt Bayern Munich 40.000 euro vào tháng 10 vì làm điều tương tự trong chiến thắng 2-1 trước Copenhagen. Bayern nhanh chóng thừa nhận rằng họ sẽ không thèm kháng cáo quyết định này. Giám đốc điều hành câu lạc bộ Jan-Christian Driessen giải thích: "Chúng tôi phải chấp nhận hình phạt này, không chỉ đốt pháo hoa mà còn cố tình bắn xuống sân, trực tiếp gây nguy hiểm cho người ngoài cuộc. Đây là một hành động vi phạm rõ ràng các điều kiện quản chế nên rất tiếc là việc kháng cáo sẽ vô ích. Việc chúng tôi phải thi đấu trên sân khách mà không có sự ủng hộ của người hâm mộ là một sự tổn thất lớn. Một nhóm nhỏ cá nhân phạm tội đã gây bất lợi cho tất cả mọi người." Một tin thậm chí còn tốt hơn cho pháo thủ: Arsenal thực sự được phép lấp đầy sân khách bằng chính người hâm mộ của họ. Vì vậy, đội bóng của Mikel Arteta sẽ có một sân vận động có sức chứa 60.000 chỗ ngồi chật cứng với từng người bên trong cổ vũ cho các cầu thủ. Bayern đã gặp Arsenal nhiều lần trước đây ở giải đấu danh giá nhất các câu lạc bộ châu Âu, nhưng có thể sẽ không tự tin khi sắp tới họ sẽ làm khách tại Emirates mà không có người hâm mộ. Từ góc độ pháo thủ, đội bóng nước Anh chắc chắn sẽ tìm cách tận dụng lợi thế ở trận lượt đi. Đội bóng của Mikel Arteta đã lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất của Champions League
lần đầu tiên sau 14 năm khi đánh bại Porto bằng loạt sút luân lưu ở vòng 16 đội. Cuộc gặp gỡ giữa nhà vô địch Bundesliga và ứng cử viên vô địch Premier League đánh dấu lần đầu tiên Harry Kane thi đấu với đối thủ cũ phía Bắc London kể từ khi rời Tottenham vào mùa hè. Đội trưởng tuyển Anh luôn gây khó khăn cho các hậu vệ pháo thủ trong những ngày khoác áo Spurs trong quá khứ. Bốc thăm tứ kết Europa League 2023-2024, Liverpool hẹn Leverkusen ở chung kết. Ngay sau lễ bốc thăm tứ kết Champions League, UEFA tiến hành bốc thăm chia cặp giải đấu cúp danh giá thứ hai Europa League. Lá thăm may rủi đưa Liverpool, ứng viên số 1 cho ngôi vô địch, chạm trán Atalanta. Đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Benfica và Marseille. Ở nhánh còn lại, Bayer Leverkusen của Xabi Alonso gặp đại diện Premier League West Ham. Đối thủ chờ Leverkusen, West Ham ở bán kết sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Milan và Roma. Sau khi biết kết quả bốc thăm, người hâm mộ chờ đợi trận chung kết trong mơ giữa Leverkusen và Liverpool. Liverpool chứng tỏ sức mạnh vượt trội ở mùa giải năm nay bằng chiến thắng với tổng tỷ số 11-2 trước Sparta Prague. Trong khi đó, Leverkusen cũng chứng tỏ bản lĩnh của một ứng viên vô địch khi liên tục vượt qua khó khăn, dù bị Karabakh dẫn 2-0 ở cả lượt đi lẫn lượt về. Sau hai lượt trận, thầy trò Xabi Alonso giành chiến thắng 5-4. Tuy nhiên, để vào chung kết, Leverkusen sẽ phải vượt qua nhiều thử thách khó khăn. Ở mùa trước, đại diện Bundesliga cũng vào đến bán kết nhưng phải nhận thất bại trước Roma của Jose Mourinho. Lượt đi vòng tứ kết Europa League diễn ra vào ngày 12 tháng 4, lượt về diễn ra sau đó một tuần. Ở trận chung kết vào ngày 22 tháng 5, đội thắng ở trận bán kết 1, Liverpool, Atalanta, Benfica, Marseille sẽ góp mặt với tư cách chủ nhà. Địa điểm tổ chức trận tranh ngôi vương Europa League mùa này đó là sân vận động Dublin Arena của Cộng hòa Ireland. Alonso có lời đề nghị 3 năm. Theo Team Talk, một hợp đồng có thời hạn 3 năm được chuẩn bị cho cựu tuyển thủ Tây Ban Nha. Liverpool muốn đánh bại Bayern trong cuộc rượt đuổi huấn luyện viên được săn đón bậc nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Atletico Madrid muốn Mason Greenwood. Atletico Madrid được cho là vẫn muốn chiêu mộ Mason Greenwood của Manchester United bất chấp phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Mourinho tái xuất tại Saudi Pro League. Mới đây, huấn luyện viên Jose Mourinho đã tới Ả Rập Saudi để tham dự sự kiện F1 Grand Prix cũng như theo dõi trận boxing giữa Anthony Joshua và Francis Ngannou. Dẫu vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn có mục đích khác khi đặt chân đến quốc gia vùng vịnh. Theo tiết lộ từ The Goal, Mourinho gặp Yasser Al-Rumayyan, chủ tịch quỹ đầu tư công PIF và Turkey Ansek, bộ trưởng giải trí tổng hợp Saudi Arabia. Tại đây, họ được cho là đã thảo luận về cuộc sống ở Ả Rập và khả năng Mourinho trở lại công việc huấn luyện. Trên đây là tất bản tin sáng ngày 16 tháng 3 với những nội dung nóng nhất liên tục được cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi bản tin của bóng đá 5 Go. Hãy để lại comment về thông tin bạn thấy đặc sắc nhất và muốn thảo luận cùng với các anh em nhé. Xin chào và hẹn sớm gặp lại ở những bản tin tiếp theo.